few moments later. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Trong anime thể loại tình cảm thì nó có rất nhiều loại, như là ngôn tình bất hợp và đam mỹ. Đây là nó đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 bộ anime bất hợp hay. Và mình là Minh Senpai đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Không làm vòng nữa, chuẩn bị lóc dép để vào xem top 5 anime mình định giới thiệu cho các bạn. Trước khi vào video thì các bạn nhớ bấm vào cái chuông này và bấm nút like cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Yuyu Ahaya, một tín đồ thời trang vui vẻ và năng động. Chị đến ngôi nhà mới thăm học những người trường mới sau khi mẹ cô kết hôn với một người đàn ông. Mặc dù thích thú với các cậu trai và mua sắm hơn việc học, cô lại được xíu vào một học viện nữ sinh và xảy ra bất đồng gần như ngay sau đó với hội học sinh của trường. Đặc biệt là Mei Haya, hội trưởng hội học sinh, chăm chỉ xinh đẹp, tài giỏi nhưng vô cùng lạnh lùng. Yuyu không ngờ rằng mẹ của mình đã tái hôn với bố của Mei và họ sẽ sống chung một nhà. Mei trở thành em gái của Yuyu. Bộ truyện theo dõi sự phát triển mối quan hệ giữa hai cô gái từ không hề yêu nhau đến bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, và rồi Yuyu dần có tình cảm lãng mạn với cô em gái của mình. Bộ phim xoay quanh cuộc đời có một cô bé tên là Yu, một cô bé với tâm hồn lãng mạn và đang tìm kiếm một tình yêu. Sau khi trải qua cấp 2 không có gì nổi bật thì khi vào cấp 3, cô đã gặp được chủ tịch hội học sinh Toko Nanami, một cô gái hoàn hảo trên mọi lĩnh vực, và cảm bất ngờ hơn nữa khi vị chủ tịch hoàn hảo ấy thật tỏ tình với cô. Bộ phim xoay quanh hai cô gái Yuma và Hotaru là bạn thân từ thời nhỏ tới hiện tại. Cả hai người đều có bạn trai, tuy nhiên bất ngờ khi tình cảm của hai cô gái không được ở mức bạn thân, mà đó là cảm giác khó nói để em gái và đam mê. Liệu hai cô gái này sẽ như thế nào để giải quyết vấn đề này đây? Câu chuyện xoay quanh hai Luka và Yu, hai cô gái bắt đầu vào học một trường cấp 3, sẽ đóng cửa vào 3 năm tới, sẽ tạo nên một điều gì đó đặc biệt cho họ. Hai nhà họ đã trải qua những mùa hôn và mối quan hệ họ trở nên càng ngày càng sâu đậm hơn. Những câu chuyện bốn con ma vui và không kém phần lãng mạn. Adachi và Shimabura, hai cô gái trẻ học cùng trường cao trung. Họ là bạn thân của nhau, chơi chung chơi bóng bàn, trò chuyện về các chương trình truyền hình yêu thích. Họ chỉ là giải trí cùng nhau. Họ đều cùng vui vẻ chia sẻ chuỗi ngày học đường của mình. Khi tình bạn của Adachi biến thành thứ gì đó lãng mạn, mối quan hệ sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày một. Phải nói là mấy bộ anime trong game này nó hay vãi dàng các ông ạ. Xin đến đây thì cũng hết rồi. Vừa gọi là top 5 anime Yugi. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về chủ đề này thì bình luận nhé. Cảm ơn các bạn.